Xin chào các bạn đã quay lại video tiếp theo của mình. Hôm nay mình hướng dẫn cài đặt phần mềm EC Builder 8000 để download và upload chương trình của màn hình dòng TK dành cho thị trường Trung Quốc. Các bạn phải vào Control Panel, chọn Lock and Region, click vào Region. Các bạn thay đổi cái địa chỉ. Các bạn chọn Chinese, click OK. Sau đó các bạn restart máy tính lại. Sau khi các bạn khởi động lại máy tính, các bạn click vào file EC Builder 8000 để cài đặt. Các bạn đã cài đặt thành công. Tiếp theo, mình sẽ hướng dẫn các bạn upload chương trình màn hình TK6070IB. Đây là màn hình HMI Quay View. Mã màn hình là TK6070IB. Đây là màn hình dành cho thị trường Trung Quốc. Tiếp theo các bạn mở Device Manager. Các bạn thấy màn hình nó đã kết nối thành công. Đầu tiên các bạn mở Project Manager. Các bạn click Upload, chọn TK-MT6000, click Raw để lưu cái file upload. Các bạn chọn USB cable. Click upload. Các bạn click Exit.
Tiếp theo các bạn mở EB8000. Các bạn click Tool, chọn Decombine, click Draw. Các bạn chọn cái file upload lên có cái đuôi là XOB. Các bạn click Open. Cái password mặc định là 6 số 1. Các bạn click Decombine. Tiếp theo các bạn click Open. Click Open. Đây là cái giao diện HMI mà các bạn đã upload lên. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn download chương trình. Sau khi các bạn thiết kế giao diện xong, các bạn click Tool, chọn Combine, click Combine. Không lỗi, không cảnh báo. Tiếp theo các bạn click Tool, chọn Download, chọn USB cable, click Download. Ok, video hướng dẫn cài đặt phần mềm EC Builder 8000 của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy hay, nhớ nhấn like và subscribe kênh của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.